Xin chào quý vị và các bạn. Sau nhiều lần bị trì hoãn ngày ra mắt và gần đây nhất là lần lỡ hẹn với triển lãm Geneva 2020, cuối cùng thì mẫu sedan hạng sang Genesis G80 2021 cũng đã được chính thức giới thiệu tới người tiêu dùng toàn cầu trên nền tảng Internet. Bước sang một thế hệ mới, Genesis G80 2021 nhận được hàng loạt những nâng cấp về thiết kế, hệ thống chuyển động, khung gầm, trang bị tiện nghi, qua đó trực tiếp phả hơi nóng đến những mẫu sedan hạng sang đến từ Đức như Audi A6, BMW 5 Series và Mercedes-Benz E-Class. Xét về thiết kế ngoại thất thì chúng ta có thể nói rằng Genesis G80 2021 dễ dàng đốn tim bất kỳ người tiêu dùng nào bằng một vẻ ngoài sang trọng và đẹp đến ngỡ ngàng. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao và thanh lịch, đơn giản nhưng vẫn đầy cảm xúc. Tương tự như mẫu SUV GV80 2020 mới được ra mắt hồi tháng 1 thì G80 thế hệ mới cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình mũ giác cỡ lớn với các mắt lưới dạng kim cương nổi bật. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha thanh mảnh được chia ra làm hai tầng. Tất nhiên, những điểm nhấn nổi bật trên mẫu xe này cũng sẽ khác với mẫu SUV anh em. Đó là mui xe dài, thân xe cơ bắp và một bộ mâm hợp kim 20 inch 5 chấu to bản. Một kiểu dáng thiết kế năng động của mẫu xe này còn được tìm thấy ở một số chi tiết khác như đường rope line dốc về phía sau giống như những mẫu xe coupe. Có thể thấy rằng thiết kế ngoại thất của G80 2021 thể thao hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm và dễ gợi liên tưởng tới những mẫu xe như Audi A7 Sportback. Mời các bạn đi vòng ra phía sau, chúng ta sẽ được nhìn thấy một cụm đèn hậu được chia ra làm hai tầng, tương tự như đèn pha và hệ thống ống xả kép. Bên cạnh đó, chúng ta còn có dòng chữ Genesis cỡ lớn đặt chính giữa hai cụm đèn hậu. Xét về kích thước tổng thể thì Genesis G80 2021 có các số đo dài rộng cao lần lượt là 4.995mm, 1.925mm và 1.465mm. Điều này đồng nghĩa với mẫu xe này dài hơn 5mm và rộng hơn 36mm, thấp hơn 15mm so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó thì chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 3.010mm. Tiến vào không gian bên trong nội thất, người tiêu dùng sẽ lại một lần nữa lại bị thuyết phục bởi mẫu xe này sở hữu một khoang cabin sang trọng và hiện đại. So với phiên bản tiền nhiệm thì nội thất của Genesis G80 2021 sử dụng những vật liệu có chất lượng cao hơn, mức độ hoàn thiện ngày càng tốt hơn, công nghệ tiên tiến và thiết kế hiện đại là những điều mà chúng ta phải nói với Genesis G80 2021. Đối với những người đã chót trải lòng mẫu SUV Genesis GV80 2020 sẽ dễ dàng nhận thấy nội thất của mẫu xe G80 2021 xuất hiện nhiều chi tiết giống như mẫu xe anh em gầm cao ra mắt ở trước đó. Xe được trang bị vô lăng hai tông màu đặc biệt nằm trước bản hồ kỹ thuật số 12,3 inch với công nghệ 3D không kính. Ở bên phải là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 14,5 inch, tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Bên dưới là các cửa gió điều hòa có kiểu dáng thanh mảnh nhằm kéo dài chiều rộng của khoang nội thất. Những điểm nhấn nổi bật khác bên trong khoang cabin tôi có thể kể ngay với các bạn là cần số truyền thống này đã được thay thế bằng núm xoay chọn số tương tự như mẫu GV80 kết hợp với những điểm nhấn trang trí bằng ốp kim loại, ốp gỗ, ghế ngồi được bọc da cao cấp với những đường chỉ khâu đặc biệt. Nói về khoảng không gian bên trong thì dù kiểu dáng bên ngoài thể thao hơn nhưng các bạn hãy cứ yên tâm. Mẫu xe này cho chúng ta một không gian nội thất thoải mái với khoảng cách từ đầu đến chân xe và khoảng để chân rộng rãi. Để đạt được điều này thì mẫu xe này đã phải hạ thấp chiều cao của hàng ghế thứ hai xuống nhằm tối đa kích thước bên trong xe. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế của Genesis cũng tạo ra cột A mỏng hơn và gương chiếu hậu với thiết kế thanh mảnh nhằm cải thiện tốt tối đa tầm nhìn cho người lái. Genesis G80 2021 được xây dựng dựa trên nền tảng dẫn động cầu sau độc quyền của thương hiệu và đã sử dụng trên mẫu SUV GV80. Nhà sản xuất không nói nhiều về điều này nhưng cho biết khoảng 19% thân xe là sử dụng vật liệu nhôm. Điều này giúp chiếc xe nhẹ hơn 110kg so với phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh việc sở hữu trọng lượng nhẹ hơn, mẫu xe này còn có khả năng cách gầm tốt hơn, mang đến cho người dùng những trải nghiệm thoải mái nhất khi chúng ta ngồi bên trong khoang cabin. Tại thời điểm ra mắt thì mẫu xe này được cung cấp 3 tùy chọn động cơ, bao gồm động cơ xăng 2.5 lít, 4 xi lanh tăng áp sản sinh công suất tối đa là 300 mã lực và mô xoắn cực đại là 421 Nm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mẫu động cơ 3.5 lít V6 tăng áp mạnh 375 mã lực và mô xoắn cực đại lên tới 530 Nm. Bên cạnh đó thì mẫu xe sedan hạng sang này cũng được cung cấp động cơ dầu 2.2 lít 4 xi lanh thẳng hàng. Sản sinh công suất tối đa là 207 mã lực và mô xoắn cực đại là 441 Nm. Xét về những công nghệ an toàn ở trên mẫu xe này, chúng ta có thể kể tới hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc cấp độ 2,
Công nghệ này sẽ điều khiển hệ thống lái, tăng tốc và phanh của xe để duy trì tốc độ đã được người lái cài đặt trước, đồng thời giữ cho xe di chuyển trên làn đường hiện tại và giữ khoảng cách an toàn với những mẫu xe phía trước. Xe còn được cung cấp một hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng thông minh với các tính năng an toàn nổi bật khác, bao gồm như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước với khả năng phát hiện người đi bộ và hệ thống tránh va chạm tại yểm mù. Mẫu xe này cũng có trợ lý hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, cho phép người lái rời khỏi xe và sử dụng remote để đưa xe vào hoặc ra khỏi bãi đỗ xe chật hẹp. Genesis G80 2021 sẽ được bán ra tại thị trường Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 3 và dự kiến sẽ cập bến thị trường Mỹ vào nửa cuối năm 2020. Hiện giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ cao hơn phiên bản hiện hành, đang có mức giá bán dao động từ 42.550 USD cho tới 60.000 USD, giá bán chưa bao gồm chi phí vận chuyển, và rẻ hơn mẫu SUV GV80 có mức giá bán khởi điểm từ 48.900 USD. Trong khi đó thì chưa rõ mẫu sedan hạng sang này bao giờ sẽ được đưa về thị trường Việt Nam, nhưng đây rõ ràng là một mẫu xe rất đáng để chúng ta mong chờ, phải không? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi một lượt thích và hãy chia sẻ video nhé. Bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ Auto Daily nhé.